Bạn phải có mục tiêu, dù đạt được hay không đạt được mục tiêu đó, đạt được bao nhiêu phần trăm mục tiêu đó thì bạn phải có mục tiêu. Quan điểm của MrX là như vậy. Bạn cần phải theo dõi cái quá trình phát triển về sức khỏe, về trí tuệ, về nhân cách, về tính cách, đúng không ạ, của con trẻ thông qua lời nói, thông qua hành vi, thông qua chữ viết, thông qua cách giải quyết vấn đề ở trường, ở lớp với bạn. Cái hàng ngày để ý là con nói điều gì. Chỉ cần con nói tục, nói vậy, mới thấy hỏi là con học ở đâu. À, thế thì biết đấy, biết là cái nguồn nó ở đâu ra. Rồi thì con lề mề, biết đấy sẽ nói với con rằng là con cần phải nhanh hơn, động tác phải nhanh hơn. Con vụng về thì phải làm cho con khéo hơn, đúng không ạ? À, vân vân. Thế thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải theo dõi và chúng ta uốn nắn hàng ngày hàng giờ, chứ không phải là 1 năm sau, 2 năm sau chúng ta mới nhìn thấy. Mỗi một đứa trẻ nó giống như một cái cây, có cây nó lên một phát thẳng đứng ngay trở thành cây khổng lồ, nhưng có những cây nó cũng uốn éo, nó cũng dây leo dây đu. Mình phải uốn nắn, mình phải hướng dẫn, thậm chí 2 đứa trẻ sinh đôi cũng phải là 2 phương pháp giáo dục khác nhau, chứ không phải là chúng ta cứ đứa nào chúng ta cũng cho ăn cho ngủ như thế, cho học trường như thế. Tại sao thằng anh giỏi mà thằng em dốt? Đó là nuôi dạy con cái. Nuôi dạy con cái thực sự là một nghệ thuật, thực sự là một niềm ao ước của bố mẹ, thật sự đấy là một cái nhiệm vụ và cái trách nhiệm rất là to lớn. Nhưng hãy biến cái việc nuôi dạy con cái đó là theo một cách khoa học, theo bằng một cái tình yêu, bằng một cái điều đúng đắn, và định hướng cho con cái trở thành người tốt, người có ích cho xã hội, không vi phạm pháp luật, đúng không ạ? Có khả năng kiếm được công ăn việc làm tốt, có khả năng kiểm soát được cuộc sống hạnh phúc của mình. Tôi nghĩ thế là được. Còn cao hơn nữa, trở thành giáo sư, tiến sĩ này kia, trở thành chuyên gia hàng đầu này kia, thì đó là phụ thuộc vào con cái sau này. Lúc đó không phụ thuộc vào chúng ta. 18, 20 tuổi các bạn ấy sẽ tự kiếm được những cơ hội, các bạn ấy sẽ tự phát triển. Nhưng lúc nhỏ mà chúng ta không uốn nắn thì chúng ta sẽ không làm gì được. Bác Hồ đã nói là gì? Phần lớn là do giáo dục mà ra. Cho nên tôi rất đồng tình với quan điểm này của bác. Không phải vì bác là vĩ nhân mà tôi đồng tình, mà tôi hiểu rằng tất cả các đứa trẻ tốt hay xấu, giỏi hay không giỏi, giỏi xuất sắc hay giỏi vừa, đúng là do giáo dục mà ra. Giáo dục ở đây nó gồm có giáo dục của nhà trường, giáo dục của xã hội và giáo dục của gia đình. Chúng ta đang sống trong một môi trường mà rất nhiều gia đình là nghĩ rằng là ở trường là đủ, về nhà không dạy gì thêm. Hay là gì? Ở trường tốt rồi nhưng con cái đi ra ngoài cũng không dạy dỗ, bởi vì môi trường xã hội nó có thể làm hỏng, nó có thể làm những cái điều kiện làm cho tính cách rồi thì các thứ thay đổi. Chúng ta không kiểm soát được con chơi với ai, con làm gì, suy nghĩ của con như nào, con có đủ chín chắn hay không, thì con cái có thể sẽ bị hỏng bởi môi trường, mặc dù nhà trường tốt, mặc dù gia đình tốt. Cho nên là chúng ta phải biết được những điều đó, và chúng ta cũng phải chú ý đến quá trình phát triển của con. Quá trình phát triển của con là như thế nào, đúng không ạ? Mầm non sẽ khác, tiểu học sẽ khác, cấp 2 sẽ khác, cấp 3 sẽ khác. À, mầm non cho ăn là chủ đạo, nuôi là chủ đạo, dạy vừa phải, chơi là nhiều. Tiểu học bắt đầu kích thích, đúng không ạ? Cấp 2 bắt đầu tăng tốc, cấp 3 bắt đầu là về đích, và đại học bắt đầu là cho phát triển một cái giai đoạn mới. Một cái giai đoạn là để tích lũy những cái kinh nghiệm sống, những cái kỹ thuật, những cái kỹ năng trong công việc. Nuôi dạy con ở đây còn ngoài là tri thức, ngoài kiến thức, ngoài kỹ năng, còn phải về mặt nuôi dưỡng, về mặt cảm xúc, về mặt tình cảm, và đặc biệt là vấn đề về nhân cách. Bởi vì nhân cách, tính cách nó có tốt đẹp, nó có bản lĩnh hay không thì nó sẽ không bao giờ vi phạm, nó sẽ không bao giờ đi ra khỏi cái đường ray mà chúng ta đã vẽ cho chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta luôn tin tưởng vào các quyết định của con, ủng hộ con. Tôi nghĩ rằng việc nuôi dạy con cái mỗi một gia đình sẽ có một công thức riêng. À, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng là người vợ hoặc người chồng trong mỗi chúng ta đều có những vai trò cụ thể, và gia đình phải nói chuyện với nhau, phải thống nhất với nhau về phương pháp, phải có lịch tuần làm việc, phải dành thời gian cho con. Hãy buông cái điện thoại xuống,
đừng có dí cho con cái iPad rồi mình cũng điện thoại. Thế thì làm sao được gọi là nuôi dạy con? Làm sao mà con có thể phát triển được về mặt cảm xúc, về mặt tình cảm, mối quan hệ, đúng không ạ? Ví dụ như Mít Tế buổi tối vẫn thường đọc truyện cho con, hoặc là để con đọc truyện cho mình. Đấy, rồi chào hỏi con, chúc con ngủ ngon. Tôi là giả sử như vậy. Đó chính là cách. À, tôi cũng không biết sau này con tôi lớn lên có thành công hay không, thành đạt hay không. Nhưng chắc chắn một điều với những cái gì tôi đang làm, tôi tin rằng bạn ấy sẽ trở thành một công dân tốt. Ít nhất là như vậy. Còn bạn ấy thành công ở mức độ nào phụ thuộc vào tài năng của bạn ấy. Phụ thuộc vào quá trình bạn làm. Hiện nay chúng tôi tạo điều kiện hết sức về việc học tập tài năng, học tập kiến thức, đúng không ạ? Tạo một cái môi trường tốt, tạo điều kiện tốt nhất từ ở nhà rèn luyện, đúng không ạ? Bắt con phải tự tắm giặt, tự đi ngủ, tự nấu ăn, tự ăn uống, và tự dọn dẹp nhà cửa, tự dọn phòng ốc của mình. Tất cả những điều như vậy tôi nghĩ rằng là rất tốt. Đấy, và hãy nhớ rằng tầm nhìn của tôi là tầm nhìn dài hạn. Bởi vì sau này con trưởng thành rồi, có cuộc sống gia đình riêng rồi, kiếm được tiền, hạnh phúc rồi, thì mình là bậc làm cha mẹ, mình mới biết rằng là cái quá trình 20 năm, 30 năm đấy, mình đã làm đúng điều gì và chưa đúng điều gì. Và gia đình lúc đấy nó mới hạnh phúc thực sự. Bởi vì bây giờ tôi 30 tuổi, các bạn nghĩ rằng hạnh phúc chỉ là đi chơi, chỉ là đi du lịch, chỉ là ăn ngon, chỉ là mặc đẹp, chỉ là làm tình được lên đỉnh. Không phải. 30 năm nữa, lúc tôi và các anh chị 60 tuổi, 70 tuổi, nhìn lại hạnh phúc gia đình, nó là con cái của chúng ta được trưởng thành, thành đạt, đúng không ạ? Và có một cái cuộc sống mà nó mong muốn. Vì đó là chúng ta đã sống một cái cuộc đời nó cũng tương đối là có ý nghĩa và trọn vẹn. Chứ còn trong ngắn hạn ngay đây lúc này đây chỉ là ăn, chỉ là mặc, chỉ là chơi thôi, thì tôi nghĩ nó chưa phải là cuộc sống, chưa phải là cái hạnh phúc gia đình thực sự, đúng không ạ? Thì hãy đồng tình với tôi quan điểm đó, và hãy dừng lại, hãy viết ra những thứ mà mình muốn nuôi dạy con, hãy đề ra các mục tiêu mà con muốn. Và để đạt được cái mục tiêu đấy, chúng ta sẽ có lộ trình từng bước, chồng làm gì, vợ làm gì, nhà trường làm gì, gia đình làm gì, cô dạy thêm làm gì, người giúp việc làm gì. Mỗi một cái người đấy nó tác động đến con mình như thế nào, con như thế nào, mình kiểm soát cái gì và mình không kiểm soát cái gì. Đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi không kiểm soát con, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mình phải kiểm soát cái gì và mình sẽ không kiểm soát cái gì. Còn nếu nói là không kiểm soát con là không đúng, là sẽ có thể sẽ hỏng. Con chơi với ai, con chơi với bạn xấu, con chơi với người xấu thì con sẽ xấu xa theo, chứ không phải là tôi để cho con tự do, hay là tôi bận, tôi ốm đau, tôi bệnh tật, tôi làm quá nhiều, tôi kiệt sức để kiếm tiền mà cô không nuôi con và anh không trông chú ý gì, thế là cãi nhau, cũng cãi nhau, và cuối cùng là cái gia đình nó be bét. Bởi vì người chồng không nói được người vợ, người vợ không tư vấn được cho người chồng, bố mẹ xung đột với con cái về cách nuôi dạy, ông bà muốn thế này, bố mẹ muốn thế kia, cháu lại muốn thế này. Chính vì như thế là chúng ta sẽ không có một phương pháp. Rồi bố mẹ cũng phải đi học những cái phương pháp nuôi dạy con, chú trọng đến cái tâm lý sinh lý của con cái. Thì đấy là một số những cái lời khuyên của Mít dành cho anh chị các bạn để nhấn mạnh về cái trụ cột tiếp theo, đó là việc nuôi dạy và giáo dục con cái cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và trong dài hạn. Và một lần nữa để xin được phép nhắc lại là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người có một quan điểm riêng, thì các anh chị hãy tìm cho mình quan điểm phù hợp nhất dựa trên những cái lời khuyên, những cái phân tích của Mít dành cho anh chị và các bạn để có được cái quá trình tốt nhất. Và nếu các anh chị các bạn có những cái tranh luận, có những cái trao đổi thì vui lòng gửi về địa chỉ email mít.vietnam@gmail.com. Xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.